Rồi chào các bạn, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bay con máy bay Boeing 737 dành cho game Microsoft Flight Simulator. Và hiện tại là máy bay đang đậu ở sân bay Brussels của Bỉ, cổng số 154. Chiếc máy bay này là add-on của hãng BMDG, một cái hãng rất nổi tiếng trong việc thực hiện các cái máy bay add-on dành cho các cái game giả lập bay như là Microsoft Flight Simulator. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong buồng lái. Chúng ta sẽ vào ngồi vào ghế lái ha. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải bật cái pin, cái battery. Đây là cái nguồn điện dự trữ khi mà máy bay chúng ta chưa có kết nối với nguồn điện bên ngoài. Mình sẽ bật đèn cũng như là bật các cái công tắc giống như là không hút thuốc và cài dây an toàn. Thì sau đó chúng ta sẽ vào trong cái máy tính của máy bay. Ở đây mình sẽ thực hiện maintenance, tức là bảo trì một số thứ cho cái máy bay, ví dụ như là thắng. Mình sẽ bật đèn. Đây là công tắc để bật đèn cho le poste pour le sol est prêt pour la mise en route du moteur. Prêt pour la mise en route du moteur numéro 1 et 2. Prêt pour la 1. Démarrage du moteur numéro 1. OK pour la 1. Mình sẽ bật đèn cho ghế lái. Check. Je vais aussi faire le mec contacter les approches sur la table décimal 3 bon vol. Fuel pressure. Mà trước khi bật đèn cho ghế lái thì chúng ta sẽ phải kết nối máy bay với nguồn điện bên ngoài. Thì chúng ta mới bật đèn được. Check. Đây này là cái nấm điều khiển đèn dành cho cái khu vực động cơ throttle. Đây là góc nhìn bên ngoài. Các bạn thấy con máy bay của BMDG Boeing 737 nhìn rất là đẹp. Ở đây là mình đang dùng cái livery của hãng British Airways. Đây là sân bay Brussels. Và tiếp theo là mình sẽ kết nối với cái nguồn điện bên ngoài, ground power, và sau đó mình sẽ bật cái APU, cái auxiliary power unit của máy bay. Gài thắng. Và thì bây giờ các bạn, sau khi mà chúng ta kết nối với cái nguồn điện bên ngoài thì các bạn có thể bật đèn rồi đó. Thì mình sẽ thông báo cho phi hành đoàn chuẩn bị để đưa hành khách lên. Prepare for boarding. Bây giờ mình sẽ bật cái công tắc dành cho IIS, đó là cái hệ thống định vị của máy bay. 3500 pieds. Đó, mình sẽ vào trong máy tính của máy bay, mình vào cái FMC để mình align cái IIS. Mình sẽ vào phần Post Init và mình sẽ đánh vào cái ICAO code của cái sân bay hiện tại, đó là EPVIA. Sau đó mình sẽ liên hệ với ATC để xin phép bay. Chuyến bay hôm nay đó là bay từ sân bay Brussels của Bỉ đến sân bay quốc gia của Na Uy. Mình đánh vào cái ICAO code của sân bay đến, đó là INGM, và đánh vào cái đường băng sẽ cất cánh, đó là 25 meter. Speed 737 read back correct.
Dạ thì mình sẽ xin phép ATC để taxi. Đây thì mình đang điều chỉnh cái hiển thị cái màn hình. Ok, then we can do the after start checklist. After start checklist, don't you eyes? Off. After start checklist complete. Mình bật cái chế độ TCAS. It's clear. François, you may request taxi. Taxi Bolt short runway 25 right via taxiway India November T4 India November 5 India November. Các bạn thấy là nó báo là TCAS test pass. 7 Oscar uniform tag. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho phiên đoàn đưa hành khách lên. Bây giờ thì chúng ta đang đợi để đưa hành lý vào trong máy bay. Xe chở hành lý rồi đang tới. Taxi lights on. Brakes off. Brake check. Check. Flight control check. Pull up. Pull down. Neutral. Giờ thì mình sẽ bật hệ thống điện cũng như là cái airplane. Thì chúng ta phải bật cái này thì lát thì chúng ta mới bật khởi động động cơ được. Do damper. Nói chung là để mà bật cái chế độ điện của máy bay thì các bạn cứ theo cái quy tắc là làm sao đó cho tất cả các cái đèn báo nó sẽ tắt đi là được. Cabin crew, please close doors. Thank you. Okay, there is no change in the briefing. Bây giờ thì mình sẽ cho phi hành đoàn thông báo về cái an toàn chuyến bay. Check. Check. Flight instrument. Check. Sẽ đổ xăng. Ở đây thì mình sẽ đổ khoảng tầm 2/3 bình xăng thôi. Thì chuyến bay hôm nay cũng ngắn. V1, VR, V2, thrust rating. Check. Check. Squawk. Bây giờ thì mình sẽ setup cái autopilot thì về cái tốc độ, cái speed thì mình sẽ tăng lên khoảng 215. Tiếp theo thì về độ cao mình sẽ xét nó lên 23.000 feet. Và cái VS tức là vertical speed, cái độ leo, góc leo thì mình sẽ tăng khoảng 2.000 feet một giây. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cho cái hành lý nó được đưa lên trên máy bay đầy đủ. Okay. On va au test pour la mise en route du moteur. Prêt pour la mise en route du moteur numéro 1 et 2. Prêt pour la 1. Démarrage du moteur numéro 1. Ok pour la 1. Fuel pressure. Air pressure, I'm sorry. Unopen. Check. Light up. Okay.
Démarrage du moteur numéro 2. Ok, pour le 2. On a la pression. Ready. Pardon, c'est la 36 des PRE pompiers pour la dite à l'air. Appel 28. Van ouverte. J'ai reçu quelqu'un CQ, il est en piste dans la voie pompier pour la lutte à l'air. Et je rappelle qu'il se dégage un peu le sucre. Le repos de sa sœur, c'est le Frost Park. 500 pieds, votre radio est... Frank Park bien. Appliqué, tu peux déconnecter la barre. Je déconnecte la barre, stand-by. Alors, bon, hôtel, vous pouvez quitter votre soirée. Uniforme devant, pas de restriction, c'est pour le 500 pieds. Attendez, c'est un sentiment devant. Sors déconnecté. Reçu. Avail. Ok, tu vas pouvoir te déconnecter. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị để đẩy lùi pushback. Hôm nay thì chúng ta sẽ đẩy lùi và cái mũi của máy bay sẽ quẹo sang trái. Ok, then we can do the after start checklist. After start checklist, anti ice. After start checklist complete. Is clear. Các bạn thấy là xe pushback nó đã đẩy tới cái bánh phía trước của máy bay để nó khóa cái bánh lại, locking gear. Thì ở đây mình sẽ chọn là nose left, tức là mũi của máy bay sẽ quẹo sang trái. Sau khi sẵn sàng, mình sẽ thả thắng ra và chúng ta sẽ bắt đầu đẩy lùi. Taxi lights on. Brakes off. Brake check. Check. Flight control check. Pull up. Pull down. Neutral. Pull left. Pull right. Neutral. Rudder check. For left. For right. Neutral. Your side. My side complete. Ladies and gentlemen, my name is Tennant. I'm the cabin manager for your British Airways long haul service today. Firstly, welcome aboard our British Airways A320. Okay. There is no change in the briefing. No changes. Okay. Before takeoff checklist to the line. Before takeoff checklist, flight control. Check. Check. Flight instrument. Check. Check. Briefing. Confirm. Flap setting. Conf 2. Conf 2. V1, VR, V2, thrust rating. Check. Check. Score. 6530. We're excited to complete. I would like to take this opportunity to extend a very special British Airways welcome to our entire cabin. Thì bây giờ sau khi đẩy lùi xong thì mình sẽ gài thắng lại. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình khởi động động cơ. Mình sẽ khởi động động cơ bên phải trước. Clear to enter backtrack.
Copy. Sau khi chúng ta bật cái công tắc khởi động động cơ bên phải rồi thì động cơ sẽ bắt đầu xoay, và sau đó chúng ta sẽ bật cái van để xăng chảy vào động cơ. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái van. Đấy, bật cái van lên để xăng chảy vào động cơ. Ở đây thì mình mở cái ghế dành cho flight engineer. Rồi, chúng ta đợi một chút thì cái động cơ phía bên phải nó sẽ khởi động xong thì nó sẽ tự động bật cái công tắc trở lại. Đấy, nó bật cái công tắc lại rồi, thì bây giờ mình sẽ bật cái công tắc cho động cơ phía bên trái. Mình sẽ confirm good engine start để xe pushback nó sẽ tách rời khỏi máy bay. Rồi bây giờ thì chúng ta sau khi mà động cơ nó đã xoay nóng rồi thì chúng ta sẽ bật cái van xăng cho cái động cơ phía bên trái. Và sau đó thì mình sẽ bật các cái công tắc dành cho anti-ice, chống băng cho máy bay. Và mình sẽ bật đèn. Ở đây thì đầu tiên là khi mà taxi thì mình sẽ bật cái đèn taxi lên. Và các cái đèn định hướng. Chúng ta chưa có bật cái đèn landing. Đèn landing thì khi nào hạ cánh chúng ta mới bật. Và bây giờ thì mình sẽ hạ cái cánh tà flap. Hạ xuống 2 nấc. Đây thì các bạn thấy là cánh tà đang hạ xuống. Ladies and gentlemen, we have just received clearance and are ready to depart. Apologize for the delay. Rồi bây giờ thì sau khi có ra hiệu của nhân viên mặt đất thì chúng ta sẽ sang chuẩn bị để chúng ta taxi. Thì bây giờ mình sẽ mở thắng. Và mình sẽ tăng cái throttle cho động cơ lên khoảng tầm 20-30% để cho máy bay bắt đầu lăn bánh. Và trong khi taxi thì chúng ta sẽ kết hợp với thắng để làm chậm tốc độ của máy bay khi cần. Thì các bạn thấy là máy bay đang di chuyển để taxi ra đường băng để cất cánh. Ok, tu vas pouvoir te déconnecter. Merci, il y a le droit de l'appareil. Je remercie pour ton aide. Au revoir et merci. Visual is there. Marshaller, been inside. Okay, then we can do the after start checklist. After start checklist, anti-ice. Off. After start checklist complete. Should
is clear. François, you may request taxi. Giờ là chúng ta đã tiếp cận với đường băng để cất cánh. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để xin phép của ATC để cất cánh, thông báo cho phi hành đoàn và hành khách. Mình sẽ idle cái động cơ và bắt đầu mình sẽ tắt cái đèn taxi đi. Thì chúng ta đã không còn taxi nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ xin phép ATC. Tower speed mark 737 and runway 25 right ready for departure IFR to Gardner Mullen. Thì đây là lúc thích hợp để các bạn kiểm tra lại xem là còn cái thủ tục gì, cái checklist trước khi take off, trước khi cất cánh. Rồi ATC đã cho phép chúng ta cất cánh thì bây giờ mình sẽ thông báo cho phi hành đoàn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đưa máy bay vào đường băng. Khi mà chuẩn bị cất cánh thì các bạn cố gắng làm sao để máy bay chúng ta nằm giữa đường băng và thẳng hàng với đường băng tốt nhất có thể. Tốc độ thì các bạn giữ ở khoảng tầm 3 đến 5 knot là vừa. Sau khi mở line xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng động cơ lên một chút để làm mồi và sau đó là full throttle để cất cánh. Quanh là chúng ta sẽ bắt đầu nâng mũi máy bay lên để chúng ta cất cánh. Khi mà nghe positive glide tức là độ leo ổn định rồi thì chúng ta sẽ thu cái bánh vào bằng chữ G.
và sau đó mình sẽ bật auto throttle và auto pilot lên thì máy bay sẽ bắt đầu vào chế độ tự động lái. Các bạn đừng quên là chúng ta sẽ phải thu cánh tà lại, bạn bấm F5 để thu cánh tà, hoàn toàn thu cánh tà vào để tốc độ máy bay được nhanh hơn. Dưới độ cao 10.000 feet thì các bạn giữ cho tốc độ của máy bay là dưới 250 knot. Dạ thôi, máy bay chúng ta đã ở trên không rồi, airborne. Cảnh rất là đẹp của nước Mỹ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bật chế độ LNAP để máy bay nó đi theo đường bay mà chúng ta đã setup ở trong máy bay máy tính. Hồi nãy đó là đường bay từ Brussels tới Na Uy, Oslo, Na Uy. Máy bay nó sẽ tự nghiêng và điều hướng theo cái hướng đường bay của chúng ta đã setup. Thì chiếc máy bay VNPC này nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái view, tức là nhiều góc nhìn ở bên trong cũng như bên ngoài máy bay để chúng ta có thể enjoy cái chuyến bay của mình. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái báo tắt cái đèn báo thắt dây an toàn. Và mình sẽ thông báo cho phi hành đoàn cũng như hành khách. Nhân tiện đây thì mình cũng nói luôn là mình đang sử dụng cái track IA. Thì cái phần mềm này nó sẽ giúp dò cái chuyển động về cái khuôn mặt của mình á, thông qua một cái webcam để khi mà mình di chuyển khuôn mặt thì cái góc máy ở trong game nó cũng sẽ đi theo, nhìn nó tự nhiên hơn và chúng ta có thể thoải mái nhìn ở những góc mà chúng ta muốn. Ladies and gentlemen, the captain has now turned on the Wi-Fi for you to access. Please check the seat pocket for Wi-Fi information. If you need any assistance, ask for one of our crew members. Giờ là chuyến bay chúng ta đã bay khá là ổn định và bây giờ sau khi mà qua cái ngưỡng 10.000 feet thì mình sẽ tăng vận tốc của máy bay lên khoảng 320 knot. Giờ các bạn thấy ta sẽ sắp vượt qua được cái biển 10.000 feet rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ giảm cái VS xuống tí. Giảm VS xuống thì vận tốc nó sẽ dễ dàng thay đổi hơn. Giảm xuống 1.600 feet một giây và tăng vận tốc lên 320 knot. Rồi, như vậy là chúng ta đã sẵn sàng để vào cái giai đoạn cruise của chuyến bay. Ở giai đoạn này chúng ta cũng không phải làm quá nhiều thứ.
Flex 44, SLS runway, autocross the road. Check. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giảm vận tốc, giảm độ cao để hạ cánh. Thì bây giờ mình sẽ giảm vận tốc từ 320 knot xuống 220 knot. Và giảm độ cao từ 23.000 feet xuống 5.000 feet. Đó là độ cao hạ cánh của ta. Thì mình sẽ cài cái speed brake để cái công đoạn giảm tốc độ nó nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cái speed brake là cái mà các bạn thấy ở cái cánh mà nó sẽ nhô lên như thế này, thì nó sẽ làm giảm tốc độ bay của máy bay. Này chúng ta áp dụng trong những trường hợp mà chúng ta cần giảm tốc độ nhanh. Bây giờ mình sẽ liên hệ với ATC để xin phép được tiếp cận và hạ cánh sân bay Oslo, Na Uy. Bây giờ mình sẽ hạ cánh tạ một độ. Sau khi mà vận tốc đạt được cái tốc độ mình muốn thì bắt đầu mình sẽ tắt cái speed brake đi. Đó, cái speed brake nó đã khép xuống. Giờ là mình sẽ bắt đầu hạ độ cao và mình chỉnh cái VS là khoảng tầm 1.400 feet một giây. Mình sẽ bật đèn báo thắt dây an toàn và thông báo cho hành khách để hành khách thắt dây an toàn trở về chỗ ngồi bị hạ cánh. ATC nó vừa thông báo cho mình về cái approach, tức là cái hướng tiếp cận vào sân bay, để mình có thể điều hướng máy bay cho nó hợp lý. Ở đây thì mình sẽ bay theo đường bay riêng của mình thôi, chứ mình không có đi theo ATC. Thì ở đây mình sẽ vào cái máy tính của máy bay và mình sẽ kích hoạt cái iOS 01L. Đấy, mình kích hoạt nó, activate. Và mình sẽ chuyển cái màn hình hiển thị của mình thành cái chế độ ạc và ban cầu. Mình thấy rõ được cái hướng tiếp cận hơn. Mình sẽ chuyển chế độ điều hướng từ LNAP sang heading. Thì như vậy là mình có thể thay đổi cái góc quay của máy bay theo ý muốn của mình. Ladies and gentlemen, the Wi-Fi access has now been turned off. Please make sure you have switched off your Wi-Fi on your device. Thank you. Cái màn hình hiển thị của phi công cụ phía bên phải này thì mình sẽ dùng để hiển thị cái iOS. Thì mình sẽ bật cái VFR map lên thì để mình thấy được cái hướng đi vào cái đường băng 01L, cũng như là chúng ta có thể chọn cái sân bay ENGM để chúng ta thấy cái tần số của iOS. Nhưng mà có điều là cái sân bay này hiện tại nó không có hiển thị cái iOS ở đây. Tần số sân bay thì nó sẽ như vậy.
thường là các bạn có thể tìm thấy các cái tần số iOS ở đây. Thì trong trường hợp mà các bạn không thấy nó hiển thị thì chúng ta sẽ có thể lên Internet. Ở đây thì mình sẽ vào một cái website Flyplan Database. Thì trên website này chúng ta chỉ cần đánh vào cái ICAO code của cái sân bay chúng ta muốn và chúng ta có thể thấy được cái tần số và cái course của cái đường băng chúng ta muốn. Ở đây là cái đường băng 01L. Thì mình sẽ vừa đánh vào, mình sẽ đánh vào cái tần số đó, tức là 110.30. Sẽ đánh cái 110.30 vào cái vào cái khu vực radio của máy bay. Và mình sẽ tăng cái course của mình lên là 12, tức là cái course của cái đường băng 01L như là trên cái trang web chúng ta thấy đó. À, bây giờ thì mình sẽ hạ tốc độ xuống, tiếp tục hạ xuống là 200 knot và mình sẽ bật auto brake, là khi mà máy bay hạ cánh thì nó sẽ tự động áp dụng thắng để làm cho máy bay chậm lại nhanh hơn. Heading để thay đổi cái góc bay của máy bay cho nó đúng với cái hướng đi vào của băng. Và bây giờ mình sẽ gài cái auto slip brake, cũng là để khi hạ cánh thì cái slip brake nó sẽ tự động bung ra để làm máy bay chậm lại nhanh hơn. Đó là hai cái bước chuẩn bị để hạ cánh rất là quan trọng, auto brake và auto speed brake. Rồi thì bây giờ chỉ còn là cái vấn đề là chúng ta sẽ giảm tốc dần dần, và chúng ta vừa giảm tốc chúng ta vừa hạ cánh tà flap xuống. Thế thôi, là chúng ta sẽ chuẩn bị hạ cánh. It's going to have the helo.
Going to 119 decimal 975 speed Hertz 737. Any in the cabin crew will shortly begin to secure the cabin in preparation. Approach speed Hertz 737 is passing 9,200 feet, descending 2,700 feet. Speed Hertz 737, approach altimeter 29 decimal 902, continue as planned. We can speak again once we're on the ground. 3 knots. Rồi bây giờ thì chúng ta mình sẽ bật cái lock, cái nút lock lên thì nó sẽ bắt lấy cái iOS để nó điều hướng cái máy bay thẳng hàng với đường băng. Các bạn thấy bên cái màn hình hiển thị phía bên phi công phụ đó, các bạn thấy là cái đường màu hồng, đường thẳng màu hồng đó chính là cái iOS. Thì một khi các bạn thấy cái đường màu hồng đó thì các bạn bật cái nút lock lên thì nó sẽ tự động điều hướng máy bay đi vào cho thẳng hàng với cái băng, với cái iOS. Khi thấy cái lock đó thì các bạn nên giảm tốc độ xuống khoảng tầm 180 hoặc là 170 knot. Đây thì mình hạ xuống 170 knot. Các bạn cũng phải cân đối với cái cánh tà và nói chung là làm sao đó để máy bay nó hạ xuống độ cao 5.000 feet trước khi tiếp cận với cái glide slope. Cái glide slope là cái biểu tượng màu hồng ở phía bên phải của cái màn hình hiển thị đó. Đây thì mình sẽ bắt đầu hạ cái bánh xuống. Và khi mà hạ cái bánh xuống rồi thì mình phải kết hợp với cái cánh tà và giảm tốc dần dần. Ở đây thì mình sẽ hạ xuống cái tốc độ hạ cánh của mình đó là 125 knot. Và các bạn thấy cái biểu tượng kim cương màu hồng ở phía bên phải của cái màn hình hiển thị thì đó chính là cái glide slope, và ở đây thì cái glide slope nó còn cao hơn cái độ cao của máy bay cho nên là ta cũng chưa cần phải lo. Bây giờ chúng ta đạt được độ cao 5.000 feet rồi thì mình sẽ hạ hết cánh tà xuống để mà tốc độ nó hạ xuống 125 knot. Mình sẽ bật đèn hạ cánh landing light và đồng thời bật luôn cái đèn taxi, tại vì lần nào lát thì chúng ta cũng sẽ phải taxi vào cửa. Các bạn thấy là đèn đã bật rồi ha. Các bạn thấy ở đây là cánh tà đã được hạ xuống hết rồi. Le poste pour le soleil de votre la mise en route de moteur. Prêt pour la mise en route du moteur numéro 1 et 2. Đấy, cánh tà được hạ xuống hết rồi. Thì cánh tà nó sẽ giúp cho máy bay chúng ta bay ở cái vận tốc thấp tốt hơn. Bây giờ mình sẽ thông báo cho phi hành đoàn bị hạ cánh. Bây giờ thì các bạn thấy là máy bay nó bắt đầu bắt được cái glide slope. Các bạn phải bật cái chế độ APPR lên, approach lên. Chúng ta chỉ đợi cho máy bay nó đi vào đường băng. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly.
Démarrage du moteur numéro 2. Impression. Maintain present heading at altitude speed for 737. Runpark appliqué, tu peux déconnecter là-bas. Speedbird 737, I have the runway inside. Speedbird 737, you are 1-2 miles south of Gardner Mullen. Maintain present heading at altitude. Contact Gardner Mullen Tower on 118.3. Maintain present heading at altitude. Tower on 118.3, Speedbird 737. Avail. Gardner Mullen Tower, Speedbird 737, 11 miles south inbound, visual runway 01 left approach. Speedbird 737, Gardner Mullen Tower. Altimeter 29. Chúng ta có thể mở cái kính hút để dễ dàng quan sát cái vị trí của đường băng cũng như là vận tốc này, độ cao này, mà không cần phải cứ phải cúi đầu nhìn vào cái màn hình hiển thị VFD. Giờ thì chỉ còn khoảng 1000 feet chúng ta sẽ hạ. Thì khi mà đến khoảng tầm 180 feet cách mặt đất á, thì mình sẽ tắt động cơ, mình sẽ idle cái động cơ và mình sẽ tắt autopilot, mình flare máy bay. Flare tức là chúng ta sẽ nâng cái mũi máy bay lên để cho cái tốc độ hạ cánh của máy bay nó nhẹ, nó chậm và hạ xuống nhẹ nhàng hơn. Ở đây thì mình có mắc một cái sai lầm nhỏ, đó là mình để cái vận tốc hạ cánh
nó hơi cao, tại vì máy bay của mình ít xăng. Mà ở đây mình để đến 125 knot thì nó hơi cao, cho nên là khi mà hạ cánh nó sẽ hơi bị mạnh. Rồi thì ở đây là chuẩn bị tiếp cận 80 knot, mình sẽ tắt động cơ auto throttle đi. Và sau đó là tắt autopilot để mình play cái máy bay lên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ hạ cái mũ xuống. Áp dụng reverse thrust. Reverse thrust tức là nó sẽ dùng động cơ mà nó đẩy ngược lại để là giảm vận tốc của máy bay nhanh hơn. Rồi, sau đó thì chúng ta đã hạ cánh và chúng ta sẽ tắt các cái chế độ auto brake, auto speed brake cũng như là đóng cánh tà lại. Đây các bạn thấy là cánh tà đang thu lại nè. Rồi việc còn lại là chúng ta sẽ nhanh chóng di tản ra khỏi đường băng và bắt đầu đi vào cửa. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái đường đi ra khỏi đường băng ngay đây. Exit này, chúng ta sẽ quẹo phải, chúng ta exit khỏi cái đường băng. Thì các bạn khi mà taxi thì các bạn giữ vận tốc ở đâu đó khoảng tầm 15 knot. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép ATC để đi vào cửa. Taxi to gate. 121.7 1-2 confirm. Cabin crew? Advise. Park 1 plus 2. Off. Before takeoff check is complete. Bây giờ thì chúng ta đã đến cửa thì mình sẽ giảm tốc máy bay và đưa máy bay
vào cửa, kiểu bạn canh sao cho máy bay thẳng hàng với cái đường đường tâm của cái cửa này. Mình sẽ idle động cơ, tắt động cơ đi và áp dụng thắng để cho máy bay chậm dần. Rồi, bây giờ mình sẽ cài thắng và tắt động cơ, ngắt cái xăng của động cơ để tắt động cơ đi, tắt các cái chế độ máy bay, tắt anti-ice. Tắt đèn đi. Và ban đêm thì các bạn có thể bật để các cái đèn landing để cho nó sáng. Còn ban ngày thì các bạn tắt hết đi. Rồi thì giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để deboard và đưa hành khách ra khỏi máy bay. Sẽ tắt đèn báo no smoking cũng như là thắt dây an toàn. Rồi, và chúng ta sẽ thông báo cho hành khách. Cái cổng này thì chúng ta không có dùng GTX để chúng ta deboard máy bay được. Thì mình sẽ mở cái Z-Way, mình sẽ kết nối cái Z-Way vô. Z-Way là cái đường mà các bạn dùng để đi từ sân, từ trong cái nhà ga đó vào máy bay đó. Rồi thì bây giờ thì còn mỗi việc là chúng ta sẽ deboard hành khách và tắt máy bay, tắt các hệ thống của máy bay là xong. Check. So we have Benji Nav. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái battery. Các cái hệ thống của máy bay sẽ tắt. Rồi, thì cái hướng dẫn của mình đến hôm nay đến đây là hết. Thì hy vọng là nó sẽ giúp các bạn điều khiển được con máy bay Boeing 737 của BMDG dành cho Microsoft Flight Simulator. Hẹn gặp lại các bạn trong trong các video hướng dẫn lái các máy bay khác. Xin chào các bạn.